Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Nghệ sĩ Quế Trân khóc nức nở nói về ý định bỏ nghề khi cuộc hôn nhân tan vỡ ngay đêm chung kết chuông vàng vọng cổ mà cô làm giám khảo. Tham gia một chương trình truyền hình, Quế Trân xúc động chia sẻ về khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật cải lương với sự diều dắt của người cha quá cố là Thanh Tòng. Trong chương trình, Quế Trân cũng tâm sự về khoảng thời gian khó khăn của mình sau hôn nhân đổ vỡ. Theo đó, Quế Trân chia sẻ nhiều kỷ niệm với người cha quá cố. Nữ nghệ sĩ cho biết vở cải lương đầu tiên mà cô được hát cùng cha là vở Tràm Trịnh Ân. Tuy là diễn viên gạo cội và con gái được sinh ra trong gia đình nhà nói nghệ thuật cải lương nhưng cố Thành Tòng vẫn hồi hộp và lo lắng. Quế Trân tâm sự. Trân nhớ là ba hồi hộp lắm không biết con mình có làm nổi không vì vai diễn này rất khó vừa ca vừa diễn và vũ đạo nữa trước khi lên sân khấu biểu diễn chính thức cô thanh tòng theo sát con gái trong từng buổi luyện tập mỗi ngày đến ngày thu âm thấy quế chân có thể nối nghiệp nghề hát cố nghệ sĩ không giấu niềm vui sướng quế chân cho biết mặc dù ba của chân không bao giờ nói ra và cũng không ép buộc con cái phải theo nghề nhưng trong thâm tâm của ba nếu con cái có thể đi hát được là ba mừng lắm. Cũng từ đó, nữ nghệ sĩ bắt đầu say mê diễn xuất và hát cải lương. Sau đó, Quế Trân trở thành tên tuổi được yêu mến trong đời sống văn nghệ cải lương. Cô cũng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng ở nhiều cuộc thi truyền hình trong lĩnh vực này. Đến năm 2016, Thanh Tòng đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ đảm nhiệm vai trò của cuộc thi chuông vàng vọng cổ trong đêm chung kết cô cáo lỗi với khán giả vì cha đột ngột qua đời lo lắng hậu sự cho cha hoàn tất quế chân trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời nhắc lại ký ức này quế chân khóc nức nở tâm sự sau đó nhờ sự động viên của mẹ đồng nghiệp và sự yêu mến của khán giả quế chân vượt qua nỗi đau lớn và trở lại với sân khấu nữ nghệ sĩ đảm nhiệm nhiều vai diễn lớn thử thách hơn như vai Kiều Nguyệt Nga trong vở Tiên Nga dưới sự hướng dẫn tận tình của Thành Lộc, là một trong những cái tên đang viết tiếp những trang sử mới cho gia tộc Cải Lương danh tiếng Minh Tơ. Quế chân luôn ý thức được trách nhiệm trong từng quyết định, sự lựa chọn của mình. Cải lương đang đi qua thời điểm nhiều khó khăn nhưng Quế chân vẫn luôn nuôi trong mình sự lạc quan, niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Và trong tương lai đó, khi sự nghiệp đã có những dấu mốc nhất định, quế chân cũng nghĩ về hạnh phúc cho riêng mình thật nhỏ nhoi như bao cô gái ngoài kia quế chân trước giờ tôi vẫn chủ động được mọi thứ việc ca hát tôi có lịch và chủ động nhận lời mời phù hợp với quỹ thời gian mình có còn việc họp hành cũng có những kỳ nhất định trong đó cải lương chuyện làm nghề vẫn có sự ưu tiên hàng đầu đó là đam mê hơn nữa còn là nghề cha truyền con nối mà tôi phải giữ gìn Tôi vẫn rất tham và muốn làm việc. Hơn hết, tôi vẫn mong sẽ tiếp tục có được những vai diễn cải lương ấn tượng để nối dài con đường của gia tộc. Khán giả biết và yêu mến tôi qua cải lương. Vì thế, tôi sẽ luôn cố gắng để làm sáng nghề hơn nữa. Tôi chưa bao giờ ngừng mơ ước sân khấu sẽ luôn sáng đèn, những vở cải lương sẽ luôn được khán giả đón nhận. Truyền hình hiện tại cũng là phương tiện để giới thiệu cải lương đến với khán giả tôi cho rằng bất kỳ kênh phương tiện nào cũng có giá trị để góp phần quảng bá cải lương có những điều chúng ta mong muốn nhưng không phải lúc nào cơ hội cũng đến đôi lúc nghề cần có duyên và sự may mắn tôi không có sự chỉnh màng hay cơ hội đến mà không làm chỉ một điều rằng tôi luôn có sự đắn đo suy xét kỹ trước mọi quyết định hiện tại tôi không còn như trước có thể trải nghiệm thử hết mọi thứ tôi lo một lựa chọn sai có thể khiến khán giả cảm thấy không hài lòng dĩ nhiên trong những sự cân nhắc đó cũng có lúc tôi đánh mất cơ hội nhưng tôi tin điều gì của mình sẽ là của mình không phải có dành có cố đến mấy cũng không có được con đường của tôi nhiều người nhìn vào bảo êm đềm và thực tế nó cũng như vậy tôi sống và làm nghề đơn giản tôi và mẹ nương tựa vào nhau khi cha qua đời sức khỏe mẹ tôi bắt đầu xấu đi. Thật sự, tôi hết sức yếu đuối nhưng gia đình không còn ai. Nếu tôi không mạnh mẽ thì không thể lấy ai mạnh mẽ thay tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.